hàng loạt khu đất vàng được thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam chủ trương chuyển thành công viên, chấp nhận đánh đổi hàng ngàn tỷ đồng để phục vụ người dân và du khách. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết, mới đây, thành phố quyết định dành nhiều khu đất vàng để làm không gian công cộng. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, mỗi khu đất trên mà đưa ra bán thì được cả trăm tỷ đồng, vì đây không phải đất công viên, mà đều là đất thương mại dịch vụ và đất chuyên dùng. Hiện tại, khu đất ở số 127 đường Phan Châu Trinh, sau lưng chùa Cầu, đang thi công làm điểm dừng chân và hoa viên, công trình vệ sinh để phục vụ du khách. Ngoài ra, còn có nhiều mảnh đất vàng đã được thi công để làm không gian công cộng, hiện đã gần hoàn thành để đưa vào hoạt động, phục vụ người dân và du khách dịp Tết Nguyên Đán. Về lý do biến các khu đất vàng thành công viên, nhất là các khu đất đắc địa nằm bên cạnh khu phố cổ, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết, thứ nhất là để tạo thêm cảnh quan cho thành phố, thứ hai là tạo khoảng thở cho đô thị. Vì khu phố cổ Hội An ở trong diện tích rất hẹp, khoảng 1 km vuông, mà phải gánh một lượng du khách rất đông, có thời điểm đến 10.000 người, cùng với dân số trong phố cổ hơn 3.000 người, thành ra rất chật chội. Từ năm 2009, Hội An đã xác định xây dựng thành phố sinh thái. Tháng 7 năm 2023, tỉnh ủy Quảng Nam chính thức ban hành nghị quyết số 31 về xây dựng và phát triển thành phố Hội An theo định hướng thành phố sinh thái văn hóa du lịch đến năm 2030.